Từ cầu Mỹ Thuận, nơi con sông Tiền tách thành dòng Cổ Chiên, làng nghề trải dài gần 30 km, thuộc hai huyện Long Hồ và Mang Thít, với trên 1.000 lò gạch mọc lên như một thành phố cổ. Vào thời hưng thịnh, nơi đây thu hút trên hai dạng lao động địa phương theo nghề gạch gốm. Gốm đỏ Vĩnh Long không làm theo phương pháp tạo hình trực tiếp như ở các làng nghề khác, mà in theo khuôn thạch cao được làm sẵn. Việc tạo mẫu, hoa văn, họa tiết sẽ do bàn tay tài hoa của các họa sĩ thực hiện hoặc theo catalog của khách hàng. Sản phẩm sau khi in xong phải chờ cho ráo đất mới được tháo khuôn, sau đó chuyển sang công đoạn cắt gọt và làm bóng mà dân làng nghề gọi là xu. Thợ xu làm láng sản phẩm bằng cách nhúng nước bông lau rồi chà lên sản phẩm, sau đó tỉa chỉnh lại các họa tiết cho thật sắc sảo. Ba yếu tố sống còn để một mẻ gốm đạt chất lượng chính là pha đất, kích cỡ lò và kỹ thuật nung. Thợ lửa xưa nay vẫn là nghề bí truyền, vô lò cũng là kỹ thuật phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm. Người vô lò biết vị trí nào lửa mạnh, chỗ nào lửa yếu, chỗ nào nhiệt độ lò ổn định mà bố trí từng loại sản phẩm lớn nhỏ khác nhau. Để nung gốm thì mình cái thời gian nung là khoảng bao nhiêu lâu hả chú? Khoảng 7 ngày, mỗi khi 8 ngày. Màu đặc trưng của gốm Vĩnh Long là sự kết hợp hài hòa giữa sắc đỏ của đất sét nơi đây và những vân trắng được đốt từ tro trấu. Gốm mộc không tráng men chính là nét khác biệt so với các sản phẩm của các làng nghề khác. Với giá thành rẻ, sắc màu tự nhiên mộc mạc nên gốm đỏ Vĩnh Long đáp ứng cả phân khúc thị trường bình dân. Nhiều sản phẩm đẹp tôi rất thích. Kết hợp tham quan bài bán sản phẩm, tôi nghĩ sẽ góp phần cải thiện thêm phần nào cho người làm nghề.